Hello mọi người, có ai ở đây không? Hello hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ live stream, cũng là ngày của cuối năm rồi, chắc là tất cả mọi người đang rất là bận với công việc đúng không? Xin chào gần 10 người vừa vào xem. Có ai ở đây còn nhớ mi không thì hello mình chào nhau nhá. Hôm nay mình sẽ quay rất nhiều các dòng xe được cập nhật hàng ngày của xe máy Hoàng Kiên. Thì rất là mong các anh chị sẽ luôn ủng hộ và theo dõi livestream của xe máy Hoàng Kiên nhá. Bởi vì là sắp Tết rồi ấy, rất là nhiều xe về về trong ngày. Thì bây giờ My xin được sự một được giới thiệu một chút xíu về cửa hàng xe máy Hoàng Kiên. Cửa hàng xe máy Hoàng Kiên thì trưng bày rất nhiều dòng xe như SH, tất cả các dòng xe nhá, hầu như đều có đủ hết. Hiện tại thì My đang đứng tại số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội, chợ xe máy cửa hàng xe máy Hoàng Kiên. Ở đây thì có rất là nhiều các loại xe nhá. Các anh chị mình quan tâm đến những dòng xe nào thì mình có thể inbox trực tiếp cho fanpage của xe Hoàng Kiên nhé. Thì mình sẽ nhân viên của xe Hoàng Kiên sẽ tư vấn cho các anh chị. Xe máy Hoàng Kiên mua bán nhé, trao đổi tất cả những dòng xe nhé. Thì phía sau của mi đây thì có rất là nhiều dòng xe SH đời 2020 nhé. Bây giờ mi xin phép được đổi màn hình để quay đến giới thiệu đến các anh chị tất cả những dòng xe mà hiện tại xe máy Hoàng Kiên đang có. Chẳng hạn đây là một chiếc SH đời 2020 nhá. Sao mình không thấy đâu nhỉ? Xin chào anh Đinh Quang Trường, chào anh Mạnh Hải, chào anh Trung Bếp, Kiên Nguyễn, chào tất cả 35 người đang xem. Hiện tại thì My đang đứng tại số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở đây thì có trưng bày tất cả những dòng xe. Đây là My sẽ quay cơ sở đầu tiên của xe Hoàng Kiên nhá. 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Các anh chị quan tâm thì mình có thể vào website xemayhoangkien.com để mình có thể tham khảo những chiếc xe mà mình đang quan tâm nhé. Ở trên đấy thì đã có đủ tất cả những cái thông tin này, giá thành cũng như hình ảnh của xe nhé. Rất là mong các anh chị nếu mà mình có thời gian thì mình đang quan tâm mà đổi xe hay là mua xe hoặc là bán xe thì mình có thể đến trực tiếp địa chỉ 52 Chùa Hà, Cầu Giấy. Bây giờ mình sẽ quay những dòng xe SH. Đây hoặc là một chiếc xe SH đời 2018 màu xanh, hoặc là những chiếc xe màu đen màu trắng nhá. Rất là nhiều xe luôn. Xe Hoàng Kiên đang giảm giá rất là sâu cho những dòng xe này. Để các anh chị nào mình đang có nhu cầu đổi xe đi Tết ấy, thì mình có thể tham khảo nhá. Rất là nhiều xe. Hoặc là một chiếc SH nhập đời 2011, SH nhập nhá. Cái dòng này nó đã từng làm mưa làm gió ở cái thời điểm 2011 đến 2012 nhá. Rất là nhiều xe đấy ạ. Các anh chị nào mình muốn xem những dòng xe nào thì mình có thể để lại cái bình luận phía dưới nhá. Mình sẽ quay trực tiếp xe cho các anh chị xem nhá. Bây giờ mình sẽ đi ở phía bên trong cho em hỏi thủ tục rút hồ sơ và làm biển về tỉnh trong chứng minh thư là mất bao nhiêu phí ạ? Anh Thái Dương ơi, cái này thì bên 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 văn phòng nhá sẽ ok anh. Bên văn phòng nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ nhắn tin trực tiếp cho anh nhá. Thì anh vui lòng nhắn tin với các bạn chăm sóc khách hàng giúp em. Bây giờ em sẽ đi ở phía bên trong. Phía bên trong có rất nhiều xe. Chẳng hạn như là những chiếc xe SH1 này. SH1 này về trong này, này vừa mới về xong. Màu này gọi là màu gì nhỉ? Đời 2020 nhá, các anh chị nhá. SH này là đời 2020 125 nhá. Xe có rất là mới luôn. Màu này là màu mới của Honda mới ra đấy ạ. Thì các anh chị nào mình muốn tham khảo những dòng xe nào hoặc là muốn mi quay trực tiếp thì các anh chị có thể để lại những bình luận giúp mi nhá. Đây có rất nhiều xe, một chiếc xe Liberty mới về này. Các anh chị nào quan tâm đến những dòng xe nào thì mình có thể để lại bình luận nhá. Anh Mạnh Hải, mua xe tại cửa hàng không đi nữa, bán lại có lỗ không, lỗ mấy không ạ? Anh ơi, tùy từng xe nhá, tùy xe mà anh mua thời gian là bao nhiêu, còn tình trạng xe nó như thế nào nhá. Nhưng mà chắc là cũng nếu mà anh mua hôm trước anh mua xe gì anh nhở? Phú Nguyễn có fix không ạ?
Anh ơi có anh nhá, giảm giá sâu từ ví dụ như dòng SH từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu, còn dòng phân khúc xe vừa tiền thì em sẽ giảm từ 500 đến 1 triệu so với cái giá website anh nhá. Tại vì là giá của website là giá của công ty đã niêm yết rồi ạ. Hà Hoàng Nguyễn bị lạnh hay sao ấy, giọng run run. À mấy hôm em công việc nhiều quá. Hơi mệt anh ạ. Cảm ơn anh. Mình Thái Dương, mình muốn qua tận nơi xem nhưng dịch vụ Covid chán quá. Anh ơi, anh có thể nhắn tin với cả nhân viên bên em nhá. Bên em sẽ quay trực tiếp xe cho anh, tiếng máy và gửi hình ảnh cho anh nhá. Anh ưng thì em sẽ ship xe đến tận nơi cho anh luôn ạ. Mình không cần phải không cần phải qua trực tiếp cửa hàng đâu anh nhá. Phú Nguyễn, xe biển nào cũng được ạ. Anh Phú Nguyễn vừa hỏi xe gì anh nhở? Tại vì đây em chỉ thấy anh có mỗi bình luận của anh là có fix không thôi. Mình mua Dream. Dream à? Dream thì ở bên bên kia rồi. Anh Mạnh Hải chờ em một lúc nhá, thì em sẽ quay sang bên Dream nhá. À có TFX. TFX là xe gì nhở? Anh ơi TFX là xe gì hả anh? Tại vì hiện tại em cũng không rõ nữa. Thì mấy hôm nay em bận, em cũng không sang ở cửa hàng ấy. Thì hôm nay em mới qua được. Thì chắc là không biết là có không, để một lúc em hỏi nhá. Em hỏi nhân viên bên em nhá. Rồi anh có thể nhắn tin với cả, anh có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage nhá. Thì sẽ có nhân viên trả lời anh ạ. Thái Dương, xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà của rồi. Em muốn mua xe và chuyển biển 19, ok được anh ạ. Anh muốn mua dòng xe gì anh, để em tư vấn giúp anh. Em sẽ quay trực tiếp xe này, nổ tiếng máy cho anh và gửi hình ảnh cho anh nhá. Và có các cái thủ tục đấy thì bên em đã hỗ trợ cho khách hàng nhá. Hỗ trợ để khách hàng rút hồ sơ và sang tên chính chủ. SH2018 mình xin giá tham khảo. An Trần, anh An Trần ơi, 2018 anh hỏi 125 hay 150, phanh ABS hay là CBS anh? Tại vì nếu mà thông thường thì 2018 giá của nó sẽ còn tầm trên dưới 80 triệu anh nhá. Còn ví dụ như ABS hay là 125 thì nó sẽ chênh nhau khoảng tầm 7 đến 8 triệu đến 10 triệu anh ạ, tùy từng xe. Em xem xe lít trắng luôn. Ở đây, hiện tại có một chiếc xe lít trắng biển đẹp này. Helix thì hiện tại là một lát nữa em sẽ sang bên cơ sở thứ hai em quay nhá. Thì ở đây chỉ có một chiếc xe biển 99D1 này, 45678 biển đẹp này. Thì chiếc xe này giá nó hơi cao một chút xíu. Thì không biết là chị, không biết là bạn Quyết Hà có quan tâm không, thì mình sẽ báo giá cho bạn nhá. XSI 150 xanh GP thì anh hỏi đời bao nhiêu à anh Hà Thế Quyền? Thì có, em có anh Thái Dương ạ, một lúc nữa nhá, chờ em khoảng tầm 10 phút nữa thì em sẽ quay XSI. SH2019 125 ABS giá bao nhiêu? Đây anh chờ em một chút xíu. SH2019 125 ABS nó khoảng tầm rơi vào khoảng tầm hơn 90 triệu nhá. Anh Khương Thế Nguyễn nhá. Đây để em tìm cho anh một chiếc SH ABS 125 nhá. Anh chờ em một chút nhá. Đây là một chiếc SH màu đỏ này. Màu trắng cũng có anh nhá. Màu đỏ này 125. Đây là 150 rồi. À đây 150 2019 này. Có rất là nhiều xe đấy ạ. Ở lít này con này là giá của nó cao đấy, con này là biển đẹp 45678. Thông thường thì lít thì nó sẽ rơi khoảng tầm trên dưới 30 triệu trở lên anh nhá, nhưng mà con này chiếc xe này thì nó biển nó đẹp nên là giá nó cũng đắt đấy, bởi vì tiền nào của đấy. Đâu nhỉ, chờ em một chút xíu nhá, để em check nhá. 45678. Chơi cho em một tí nhá, để em vào em hỏi hỏi giá. SH2018 150 phanh ABS.
SH2018 150 phanh ABS thì nó còn tầm trên 90 triệu nhá. 90 triệu, hơn 90 triệu nhá bạn ăn trần nhá. Chị Quỳnh ơi. Từ từ chờ. Con lít trắng mà biển 45678 giá bao nhiêu nhỉ? Hơn 70 triệu. Con đấy biển đẹp hơn 70 triệu nhá bạn. Bạn Quyết Hà nhá. Con này biển cực đẹp luôn. Hơn 70 triệu. Bây giờ mình sẽ chuyển màn hình qua An Trần Hà Nội. Hà Nội. Không biết An Trần xin giả SH biển Hà Nội. Đấy anh ơi, giá của nó sẽ tầm trên 90 triệu nhá. Đây, đây là một chiếc SH này, màu đỏ này, 2018-2019 ấy. Phanh CB, đây là ABS rồi, CBS ở trong kia. Đây, đây là một chiếc SH này, 2019. Phanh này của nó là phanh CBS đây ạ. Đây, em sẽ quay sát cho anh xem nhá. Anh Quyết Hà chờ em một tí nhá, em sẽ sang bên kia em quay những cái dòng lít mà giá của nó khoảng tầm trên 30 triệu thôi anh ạ. Mà xe đẹp ạ. Đây có rất là nhiều xe nhá, các anh chị mà mình quan tâm những cái dòng xe nào thì mình có thể inbox trực tiếp cho bên em nhá. Hoặc một chiếc Vespa Primavera này, chiếc này hơn 30 triệu thôi này. Rất là đẹp luôn. Mình ai có nhu cầu thì mình nhắn tin trực tiếp qua fanpage của bên em nhá. Đây em sẽ check thử xem mà chiếc xe này 2019 này 79948. Đây một chiếc xe 2019 phanh CBS nhá. 79948. 79948. Chiếc xe này có giá là 85 triệu nhá. 85 triệu 500. 2019 CBS 125. 85 triệu. Giá website. Xe còn rất là mới luôn đấy ạ. Anh Trường, anh chưa, sorry mọi người. Anh Trường Nghiêm ơi, bên em làm việc đến 30 Tết anh nhá. Đến 30 Tết anh ạ. Anh có thể qua bên em xem xe nhưng mà mình vẫn giữ khoảng cách giao tiếp anh nhá, nên anh không phải ngại đâu. Đây là một chiếc Liberty màu đỏ mới về trong ngày hôm qua này, xe cực đẹp luôn. Không biết là có ai quan tâm không thì em sẽ báo giá cho các anh chị nhá. Một chiếc xe Liberty bản S phanh ABS nhá. Không biết có ai quan tâm chiếc xe này không nhỉ thì mình sẽ báo giá cho, xe còn rất là mới luôn. 06408. Xe rất là nhiều luôn. 06408. Chiếc xe này có giá là 33 triệu 500 nhá. Xe quá là đẹp luôn này. Liberty 33 triệu 500. Đang có một chị bạn, chị đang hỏi Liberty đấy, chắc là tí đã chụp cho chị xem. Chiếc xe này quá đẹp luôn, có 33 triệu 500. Thái Dương hết dịch Covid. Ok anh nhá, ok anh Thái Dương nhá. Cái đấy là tùy mình thôi ạ. Mà hết dịch Covid là chắc cũng lâu ấy. Thì không biết là nếu như anh quan tâm thì anh cứ nhắn tin cho em, xong bên em sẽ gửi xe cho anh, đảm bảo là xe ngon nhá. Tiền nào của đấy. Anh chọn tầm xe vừa tiền thì xe nó cũng bình thường. Còn nếu như mà anh chỉ cần nhắn tin cho bên em là anh muốn xem mua một chiếc xe thật ngon mà giá hợp lý. Lít màu đen sần đời 2020 giá bao nhiêu tiền vậy? Bên em có một chiếc xe nhá, một lít này, màu đen sần này, biển này cũng đẹp này, 8 từ cuối 7. Thì chiếc xe này giá của nó là 53 triệu nhá. Hơn 50 triệu. Hơn 50 triệu. Xe này đời bao nhiêu nhỉ, để em xem nào. 2019 nhá. Đây, màu đen sần biển từ quý 7. 8 từ quý 7. Hoặc là một chiếc xe đây. Hoặc là em sẽ quay cho các anh chị xem một chiếc xe đây là chiếc xe Honda nhá. S1. Xe còn rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ chết rồi, máy đã hết pin nữa rồi.
Đây, anh vào đây em chia sẻ cho. Đây là một chiếc xe coupe nhá, biển 5696. Bấm đâu anh không biết, bấm đâu anh chia sẻ ở đây máy anh. Hoàng Kiên, anh vào Hoàng Kiên xe máy này. Anh bấm vào xe máy Hoàng Kiên đi. Anh bấm đi để em đang quay livestream cái. Đây nhá, anh vào đây. Bây giờ đang có livestream này. Cái SH mod này giá bao nhiêu rẻ? Ok, anh Long Dương nhá, anh lỡ ông Long Dương chờ em một chút xíu nhá. Thì em sẽ quay cho anh. Đây, chia sẻ. Đây anh. Ok anh này. Đây, em hãy check giá nhá. Anh Long Dương chờ em một chút xíu nhá. SH này thì con này mới về đấy. Chiếc xe này mới về. Đăng ký là 2020 anh nhá. Màu đẹp dã man luôn. Đây để em check giá cho anh. 470 34 470 34. Rất là nhiều xe luôn. Đây đây cho em tí. Sao không nhìn thấy nhở? Anh thử vào hỏi chị 82 đẹp gì. Vâng anh ạ, em cảm ơn anh chia sẻ rồi. Anh vào hỏi chị Quỳnh xem những con xe này là bao tiền nhỉ? Anh vừa con này vừa mua giờ ở nhà. Thế á? Con này vừa mua về vừa về chiều. Con này chiếc xe này vừa về buổi chiều thì chắc giá của nó là anh Đức, anh thử hỏi chị Quỳnh giúp em xem con màu ghi này bao nhiêu, em chưa thấy trên bảng giá. Thì anh Long Dương nhá. Anh Long Dương chờ em một tí thì sẽ có nhân viên bên em nhắn tin cho anh nhá, thì bạn ấy sẽ nói chuyện trực tiếp với anh nhá. Đây là một chiếc xe coupe này. Tại vì xe này vừa về buổi chiều nay thôi, em chưa cập nhật được giá. Giá vẫn chưa có trên email, là anh thông cảm với em. 63 triệu à? Ok. Anh ơi, con này giá 63 triệu nhá. Chiếc xe này giá 63 triệu 2020. Màu này màu cực độc, cực đẹp luôn. Exide 150 đời 2019. Em đây chị. Chị ơi em đây. Em đang live stream nhá. Lát em gọi lại cho chị nhá. Ok chị. Đây có rất nhiều xe. Thì bây giờ mình sẽ quay sang cái winner này một chút xíu, rồi mình sẽ sang quay Exide nhá. Vì có rất là nhiều hỏi, giờ người hỏi Exide Coupe 82. Con chiếc xe này là giá của nó là hơn 60 triệu anh ơi. Coupe 82 này là đời xe này. Xe còn zin luôn anh nhá. Anh Hoàng Ngựa, Ngựa Hoàng nhá. SH150 phanh phanh thường đời 2019 giá bao nhiêu em? SH150 mà phanh thường thì 2019 thì bây giờ giá của nó phải tầm trên 90 triệu đây anh ạ. Anh Hoàng Nguyên ạ. Winner X lướt biển Hà Nội giá bao nhiêu? Đây, hiện tại là đang có một chiếc Winner X nhá, có 3 trên 15 triệu à. SH150 phanh thường 2019 thì giá của nó khoảng tầm trên 100 triệu anh nhé, trên dưới 100 triệu tùy xe nhá, anh Hoàng Nguyên nhá. Đây bây giờ em sẽ quay những chiếc Winner X. Chị ơi máy sắp hết pin rồi chị ạ. Đây em sẽ quay một chiếc Winner X này. Giá của nó là biển 22 nhá, có anh chị nào ở 22 không ạ? Có biển 22 biển Hà Nội này. Từ quý 4 này, từ quý 2 này. Giá của nó sẽ gần 50 triệu nhá, tùy xe. Chiếc xe này sẽ là khoảng tầm 40 mấy triệu nhỉ? 47 triệu. Chiếc xe này sẽ là 40 triệu trên 40 triệu nhá. Winner X rất nhiều luôn, chắc là sắp phải kết thúc livestream này đây rồi. Rất là xin lỗi các anh chị bởi vì là máy của em hết pin. Thì hôm nay em bảo với các anh chị là em sẽ qua bên kia để quay, nhưng mà bây giờ pin nó chỉ còn 4% thôi nhá. Rất là xin lỗi các anh chị nhá. Thì mời mọi người mình vào website của xemayhoangkien.com nhá, thì mình tham khảo những cái dòng xe nhá. Đấy rất là nhiều xe luôn. Bây giờ mình sẽ quay cái dòng LX một chút xíu nữa. SH1 phải rất là nhiều luôn. Ok nhưng còn 4% em sợ nó sập nguồn luôn đấy. Ok chị. Đây rất là nhiều LX này, Liberty này. VinFast. Các anh chị nào có hỏi Winner X lướt biển Hà Nội giá bao nhiêu khoảng tầm đấy? Trên dưới nếu mà biển đẹp thì nó khoảng tầm trên dưới 50 triệu. Dưới 50 triệu, còn nếu mà biển thường thì nó sẽ là dưới 40 triệu nhá. Có AB
2019 màu đen siêu lướt không chị? Có nhá bạn Tạ Chuẩn nhá, bạn Tạ Chuẩn chờ mình một tí nhá, để chị mình đi lấy cái sạc cho mình rồi mình sang bên cơ sở thứ hai mình quay cho bạn rất nhiều lợi ích về này. Ok anh Hoàng Ngựa, sang Xsay đi bạn ơi. Ok anh Mạnh Hải nhá, anh Mạnh Hải chờ em một chút xíu thì chị em đi lấy sạc cho em xong em sẽ sang bên kia, không là em sợ nó sập nguồn mất. Nó sắp sập nguồn rồi, bây giờ nó chỉ còn thì em xin phép tạm dừng livestream này đây nhá. Chờ một lát nữa nếu mà lấy được sạc thì em sẽ livestream lại cho mọi người. Rất cảm ơn các anh chị nhá.